Đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần vòng nạp này. Và hôm nay chúng ta sẽ áp dụng cái vòng nạp do-while để chúng ta yêu cầu người dùng nhập dữ liệu theo đúng như cái yêu cầu chúng ta đưa ra. Thì trước hết chúng ta sẽ ôn lại một xíu cái phần sơ đồ khối bằng cách vẽ cái sơ đồ khối cho phần vòng nạp. Ví dụ đây chúng ta sẽ làm một bài tập đơn giản sơ đồ khối, giả sử cái bài 2.2 này, tính bình phương tổng các cái bình phương. Thì chúng ta sẽ mở cái sơ đồ khối. Đây. Vẽ một sơ đồ khối này. Của Dương chắc chưa vẽ sơ đồ khối đúng không em? Ok, thế giờ vẽ sơ đồ khối em cũng chưa giúp em vẽ cái vòng nạp. Lần trước chúng ta có vẽ cho cái câu này if, còn đây chúng ta sẽ làm cho cái vòng nạp nó khác một xíu. Đây chúng ta thì là sơ đồ nhỉ. Tính tổng bình phương chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ khối cho cái vòng nạp này. Đây bây giờ cái đề bài chúng ta cần yêu cầu đây là sẽ giải quyết các bài toán là s bằng 1 bình cộng 2 bình cộng chấm chấm cộng n bình. Đấy thì chúng ta sẽ sơ đồ khối như sau này. Đây chúng ta sẽ có bi ghi như bình thường thôi. Đấy. Và với cái bài này nhập cực kỳ đơn giản, chỉ có một hình là bình hành đây. Chúng ta sẽ khai báo nhập n thôi. And input for n. Đấy. Phi cũng tên này xuống. Đấy. Chỗ này chúng ta sẽ khởi tạo luôn. Bình phương ta sẽ y gắn bằng 1 này. Và lúc này tổng chúng ta s sẽ gắn bằng 0. Đây. Thì chúng ta sẽ khởi tạo cho y chạy từ 1 và s sẽ gắn bằng 0 này. Đấy. Với cái bài vòng nạp này chúng ta cũng có cái phần kiểm tra tương tự câu này if. Thì chúng ta sẽ phải dùng một cái hình thoi để kiểm tra điều kiện. Điều kiện ở đây chúng ta kiểm tra là đó là y này có nhỏ hơn hoặc bằng n hay không. Ok chưa? Đấy. Sẽ có hai trường hợp. Nếu như mà đúng, nếu y nhỏ hơn bằng n mà đúng ở đây, chu này. Chúng ta kéo cái text vào đây. Nhưng mà chu. Thì lúc này chúng ta sẽ cộng y vào cho cái tổng s, tức là s sẽ bằng s cộng với y. Đấy. Cái lúc chúng ta viết sơ đồ khối không cần viết theo kiểu viết tắt là s cộng bằng y, viết đầy đủ s cộng y xong mình viết code, mình sẽ tùy thuộc vào cái ngôn ngữ mình sử dụng là ngôn ngữ nào thì mình sẽ viết cú pháp của ngôn ngữ đấy. Còn viết cái đây là theo dạng giải mã, chúng ta viết trình bày làm sao cho dễ hiểu, tức là s được gắn bằng s cộng y cộng dồn vào và sau đó y chúng ta tăng một đơn vị, tức là y gắn bằng y cộng 1, thì về sau chúng ta viết code trên là y cộng cộng đấy. Ok nhỉ, được chung. Nếu như bằng for thì chúng ta sẽ hiển thị ra cái tổng s. Đây, bằng for này. Hiển thị tổng s. Đấy, và chúng ta phi cái mũi tên sang bên này. Này xa quá không phi được. Chỗ đằng for này. Này sẽ bằng for. Khi mà phi được cái tổng s rồi chúng ta sẽ hiển thị vào đây là cái phần kết thúc chương trình e. Đấy, chúng ta nấu cái phiên này xuống dưới. Đây chúng ta nhìn này. Nếu như trước cái phần if chúng ta học, chúng ta sẽ nối cái kiểu này vào đây đúng không? Theo kiểu n này này. Nhưng như này, ở trường hợp này chúng ta không nối từ cái phần i cộng 1 đến n được. Cái này chỉ dành để trước có if viết kiểu này thôi, giờ chúng ta không nối kiểu này. Mà chúng ta để ý này, bây giờ chúng ta cần phải tính tổng từ 1 cho tới n. Ở đây chúng ta mới tính tổng s được gắn bằng s cộng y với s cộng một giá trị bằng một thôi. Bây giờ trường hợp còn hai cộng chấm chấm cộng n chưa có thì để thể hiện cho sự nạp đấy chúng ta sẽ cần phải vòng cái mũi tên này này, vòng lên trên này đây, ok chưa, quay ngược lại trên này, đây chính là thể hiện cho cái đoạn vòng nạp. Ok các anh đi, đây chúng ta phải thêm vào đây thêm một cái tag đây này, vòng nạp for while đây, đây là vòng nạp này, do while này hay là for loop, tiếng Anh loop là vòng nạp. Ta thì biết tiếng Anh là while hoặc for loop.
Có nghĩa là chúng ta dùng vòng lặp qua cũng được, vào for cũng được, nó đều là vòng lặp hết. Trường này dùng được cả hai. Ok rồi, tức là khi mà y cộng 1 xong, ta lại quay ngược lên trên này. Đấy. Hãy kiểm tra cái điều kiện xem y có nhỏ hơn hoặc bằng n hay không. Nếu như y vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng n thì tiếp tục s được gắn với s cộng y và y tăng lên 1, lại tiếp tục quay lên trên này. Ok nhỉ? Hình như là có một cái mũi tên xoay vòng. Để lại được. Thì khi nào mà y nó không phải bằng n nữa, à, không phải nhỏ bằng mà lớn hơn n thì nó phi sang cái trường hợp bằng phô này, thì tổng s kết thúc chương trình. Hiểu sơ đồ chưa anh đi này nhỉ? Để vẽ hết rồi nha. Xong rồi anh đi. Ok. Thế này có gì khó hiểu thắc mắc gì không? Đây, đi ghi này, khai báo và nhập n này, khởi tạo y gắn bằng 1, f bằng 0 này, kiểm tra điều kiện xem y có nhỏ bằng n hay không này. Nếu mà đúng thì s được gắn với s cộng y và y tăng thêm 1 đơn vị. Sau đó này quay lên trên này, cái đoạn vòng lặp bên này, quay ngược lên trên này, kiểm tra y có nhỏ bằng n hay không. Nếu như vẫn còn đúng thì tiếp tục s được gắn với s cộng y cộng 1, vân vân, cộng đến khi nào mà y bằng n cộng 1, tức là nó lớn hơn rồi, nó quay ngược trên điều kiện này, lúc này y nó không còn nhỏ hơn bằng n nữa, nó sẽ chuyển đến cái đoạn phô này. Chuyển đến phô này sẽ hiển thị ra cái tổng s là tổng từ 1 bình cộng 2 bình cộng n bình, và sau đó chúng ta đến n kết thúc chương trình. Ok các anh đi. Đấy là cái cách cái sơ đồ khối của cái vòng lặp. Cái nó cô ta có thể kiểu này. Ok nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang code nhá. Đây. Bây giờ sang code này, chúng ta sẽ tạo cái thêm một cái project. Bây giờ chúng ta dùng vòng lặp while. Đây tục tập đủ các loại for, while đều dùng hết cho quen. Cái nào cũng dùng được. Chỗ đây là bài 2, 2 này. Tính tổng bình phương. Ok chưa? Bài 2, 2 tính tổng bình phương. Đây xong clip project này. Set E tắt up luôn cho nó. Đấy thì chúng ta sẽ làm như thường thôi. Dùng to xíu này. Chữ đây đủ nhìn rõ cho các anh đi. Đủ to chưa? Đây. Tính tổng bình phương này. S bằng này 1 mũ 2 này cộng 2 mũ 2 này cộng chấm 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 cộng với n mũ 2. Ok như thế này rồi. Bôi đen xong can trôn ship bùm cái cho nó bôi đậm lên. Được chưa? Xong console chấm read line ở cuối này. Đây chúng ta sẽ làm theo sơ đồ khối này. Khai báo với nhập n này. Đây. Thế thông báo là con số chấm ra này. Nhập số n vào. Lại được. N sẽ bằng in.path, console chấm convert chấm tụ cũng được. Chúng ta dùng cái gì cũng được. Xong lát chúng ta sẽ dùng thêm một cái dạng chuyển đổi dùng try path để bắt nội nữa. Cái nào hết một vân tí hướng dẫn dùng thêm cái dạng khác để nhập dữ liệu chuẩn hơn. Đấy. Đây là cái đoạn khai báo và nhập giá trị cho n. Đây, sau khi mà chúng ta khai báo nhập dữ liệu xong, bây giờ ứng bước tiếp theo này, đến cái đoạn hình chữ nhật này, chúng ta khởi tạo y gắn bằng 1, s bằng 0. Thì chúng ta dùng vòng lặp qua như sau này. Đấy, in y gắn bằng 1 này. Và cái s này chúng ta nên cho nó kiểu non đi, cho nó bự. S gắn bằng 0. Bởi vì khi bình phương lên nó khá to, ví dụ chúng ta tưởng tượng chỉ cần cái này max, ví dụ bây giờ người ta nhập số n bằng in cho max bằng 2 tỷ chẳng hạn, bình phương lên thì để 2 tỷ gian sẽ không lưu được, nên phải để kiểu to hơn, có thể để kiểu non hoặc để hẳn là kiểu u non này, để có non cũng được, kiểu non cũng bự phết rồi. Ok nhỉ, đây là chúng ta cái phần xong hình chữ nhật đây, cái đoạn hình chữ nhật đây, y gắn bằng 1, s gắn bằng 0 này, khởi tạo xong. Đấy, tiếp theo chúng ta đoạn kiểm tra điều kiện đó là y có nhỏ nó bằng n hay không. Ok chưa, thì với vòng lặp while chúng ta sẽ để cái này trong vòng lặp while, tức là phải viết như này. Bên nào y
y nhỏ hơn nó bằng n, có đúng hay không? Căn chung KD format không nào? Nếu mà đúng, chúng ta sẽ có S được gắn bằng S cộng với Y như này. Nhưng ta viết tắt thì sẽ chuyển cái dấu cộng lên trước thành S cộng bằng Y. Ok chưa nhỉ? Xóa cái S thừa này đi. Viết thành S cộng bằng Y thôi. Sau đó chúng ta Y tăng một đơn vị. Chúng ta sẽ là Y gắn bằng Y cộng 1. Ok chưa? Thì viết tắt sẽ là Y cộng cộng. Hoặc là trường hợp này chúng ta viết cộng cộng Y này cũng được. Hoặc cộng Y sau Y, tức là cái dấu cộng cộng ở trước hay sau Y đều được. Ok các anh đây nhỉ? Nó không gắn cho cái nào thì viết trước cái sau đều được. Thông thường viết theo kiểu hậu tấu, viết kiểu này đọc nó thuận hơn. Chứ còn bản chất cái chỗ dòng này viết cộng trước cộng sau đều như nhau. Ok nhỉ? Còn cái toàn trước sau nó ảnh hưởng nào, chúng ta trước chúng ta đã có ví dụ rồi. Trường hợp này dùng được cả hai nhé. Đây chúng ta quay cái sơ đồ khối xe nhé. Đây đây chính cái đoạn y nhỏ hơn bằng n0, đây là chúng ta dùng một ngoài này, s được gắn bằng s cộng y này, y cộng 1 này. Đấy, sau cái đoạn này chúng ta sẽ quay lên trên một nạp thì cái chỗ bị n này nó tự động sẽ chuyển đến cái đoạn y có nhỏ hơn bằng n không, nếu có tiếp tục nạp đoạn này. Ok nhỉ? Sau khi hết cái này rồi thì đến cái đoạn chính là cái phần mà y nó không còn nhỏ hơn bằng n nữa, tức là y nó lớn hơn n rồi, thì chúng ta sẽ hiển thị cái tổng s đúng sơ đồ này, và cái tổng s này phải hiển thị nằm ngoài cái vòng nạp. Có rất nhiều người hay bị cái lỗi là viết cái bên trong như này này, đừng viết theo nhé, để ví dụ thôi. Người viết theo kiểu tổng S bằng như này, cộng S ở đây, ok chưa? Viết thế này thì thành ra là mỗi một lần nạp nó hiển thị tổng một lần. Thì như các đây nhỉ? Ví dụ bây giờ mình nhập N bằng 10 thì chúng ta sẽ có 10 cái dòng thông báo là tổng S bằng. Ok, nó không đúng. Chính xác thì cái tổng S này phải viết bên ngoài, nên chúng ta phải kéo cái thằng này ra ngoài cái vòng nạp. Ok chưa nhỉ? Cái vòng nạp chỉ có tính toán thôi. Cái hiển thị tổng S bắt đầu để ngoài này. Ok chưa nhỉ? Đây. Hiển thị tổng S bằng. Thì viết kiểu cộng được, hoặc viết theo kiểu đô la thì tổng S bằng đô la, viết kiểu này S. Ok, cho viết kiểu này cho nó ngon. Đây là xong. Cái S cộng bằng Y bản chất viết đầy đủ chính là theo cái trong sơ đồ khối mình viết là S bằng S cộng với Y. Ok chưa? Thì viết kiểu này ấy, thì chúng ta nhìn thấy hai bên đều có S thì còn sẽ học toán, thì muốn rút gọn đấy, chúng ta sẽ chuyển cái dấu phép toán, cái toán tử này lên trước dấu bằng đầu gán này, thì nó sẽ thành là cộng bằng. Ok chưa? Như vậy cái bên phải này có thừa cái chữ S thì mình sẽ xóa thằng S này đi, thì nó sẽ thành là S cộng bằng Y. Ok chưa? Tương tự nếu không phải là cộng, nó là dấu trừ hoặc là phép nhân chẳng hạn. Ok chưa? S nhân Y như này. Ok chưa? Thì cũng chuyển cái dấu sao lên trước và xóa thằng S đi thành sao bằng Y. Ok chưa? Cộng bằng, sao bằng này, chia bằng đều viết kiểu viết tắt này được. Ok chưa? Được chưa luôn? Đấy, chỉ cần hiểu một cái là cái toán thử khác có thế mà suy ra thôi. Nó y chang quy tắc mà. Ok nhỉ? Rồi sau đó ta đặt cho bài này chạy đầu tiên, chạy test thử xem đúng chưa. Này, test thử nó. Dụ nhập một số bé bé được bằng 3 chẳng hạn. 3 tổng bằng 6 á. À, cái này bị sai rồi. Sorry các anh đi, cái này mình bị sai rồi. Thế mình tính tổng bình phương, không phải là tính tổng chỗ này, phải là gì nhỉ? Quên công thức kia. Chỗ này không phải là y bằng y cộng 1 mà phải bằng gì? À, y cộng 1 là s không phải cộng với y bình thường mà phải cộng với y nhân y. Ok chưa? Sửa công thức này nhá, sửa cái sơ đồ khối này. Ăn ô. Thế này chúng ta nhầm cái bài đầu. Đây. Chỗ này s sẽ bằng s cộng với y nhân y. Ok nhỉ? Thế bình phương mà. Thì tương ứng với cốt này chúng ta cũng phải sửa lại. Đây, chỗ này y nhân y ở đây. Chúng ta chạy thử lại xem. Đây, trụ bằng 3 này. Bằng 3 thì sẽ phải bằng 14 mới đúng. Sẽ bằng 1 này, cộng với 4, cộng với 9, bằng 14. Ok chưa? Chúng ta tự nhẩm ra được cái bình phương này.